Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, Đại Đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng, những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Lòng từ không giết là chánh nhân tịnh nghiệp của Tam Thế Chư Phật. Thời gian ngày 21 tháng 11 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 17 tháng 10 năm Tân Sửu. Tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong, tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quan Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân san kia vui sống an trong chánh niệm, mẹ siêu sáng chung con đi qua bao nỗi muôn phiền. Lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong ước mai khi đông tàn mùa xuân sang, cho người nhân thế với hận sầu khóc than. Chinh chiến qua bao điều tàn người vương mang, sầu đau muôn đời trên chốn thế gian. Ta hát vang y niệm từ tâm ta, ta sẽ hóa thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng ở tại viện chuyên tu và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử đang xem và tham dự phóng sanh trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 17 tháng 10 năm Tân Sửu. Cả đại chúng tại viện chuyên tu hôm nay tổ chức một cái lễ phóng sanh lớn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, chỉ còn một tháng nữa là ngày 17 tháng 11 âm lịch, là ngày lễ vía của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Tại chùa Quán Thế Âm sẽ tổ chức lễ cúng dường trai tăng, và có một số quý Phật tử cũng có phát tâm tịnh tài. Hôm đó có phóng sanh, cúng dường trai tăng tổ chức và phát trực tiếp ở trên chùa Quán Thế Âm vào lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 17 tháng 11 âm lịch. Quý Phật tử vào để tham dự lễ phóng sanh phát trực tiếp trên chùa cũng như là lễ trai tăng. Thưa quý vị, hôm nay có một số gia đình của quý Phật tử ở các nước trên thế giới cũng như nước Việt Nam phát tâm bỏ ra tịnh tài để lập một cái đàn phóng sanh trong ngày hôm nay. Thì có gia đình Phật tử cô Nguyên Bích ở bên Ban Phật, nước Úc, cô cũng phát tâm cúng dường trai tăng. Cô Phật tử Loan Nguyễn ở bên Kentucky, Hoa Kỳ. Rồi cô Viên Anh, cô Như Phước. Ở nước Việt Nam mình cũng có một số quý Phật tử như gia đình của thầy Nhộng Phổ,
phóng sanh hồi hướng Kỳ An cho cha đang lâm bệnh nặng từ bệnh viện đưa về tại nhà, đang hộ niệm tại nhà của thầy ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau một số quý Phật tử ở Hà Nội, Sài Gòn vân vân. Coi như lễ phóng sanh hôm nay là các Phật tử ở nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đang xem trực tiếp. Tuy rằng có một số quý Phật tử không có gửi tịnh tài, hoặc giả gửi trước, hoặc giả gửi sau, mà hôm nay mình tham dự, hoặc giả sau khi cái đĩa này xong mình xem lại mà mình tùy hỷ thì mình được cái công đức gọi là tùy hỷ công đức phóng sanh. Mà cái công đức phóng sanh theo như Tổ Ấn Quang nói là trì giới niệm Phật làm chánh hạnh, tức là phóng sanh cũng là một cái pháp chánh hạnh để mình kết duyên để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì mình giữ giới không sát sanh, đó là một cái chánh hạnh để mà vãng sanh. Và hôm nay thì một số quý Phật tử cũng hưởng ứng cái pháp phóng sanh, cho nên hôm nay Giác Nhàn giảng trực tiếp. Hôm trước giờ thì có giảng trong cái phòng giảng, nhưng mà sau khi xong rồi mới làm đĩa rồi đưa lên. Tuy nhiên hôm nay thì Giác Nhàn giảng trực tiếp, vì lễ phóng sanh thì thời gian giảng không có nhiều. Vì thời gian mà giảng nhiều thì cái mạng ở đây, cái internet nó cũng yếu, cho nên nó chập chờn, cũng làm quý Phật tử nó sẽ không có xem đầy đủ được. Cho nên mỗi tuần sẽ có lễ phóng sanh, như tuần sau Chủ nhật thì phóng sanh vào lúc 10:30, bởi vì tuần sau có một buổi giảng 8:30 đến 10:30. Và tuần sau nữa đó thì phóng sanh vào 10 giờ. Cứ một tuần, hôm nay ví dụ là 10 giờ sáng thì tuần sau sẽ là 10:30. Đó là cái lịch trình mỗi tuần sẽ lễ phóng sanh. Nếu mà Giác Nhàn có công việc bận hoặc giả không có lên phóng sanh được thì cũng sẽ có thầy Nhuận Minh đọc văn sao của Tổ sư Ấn Quang, và không có bỏ lễ phóng sanh vào lúc 10 giờ sáng hoặc 10:30. Thưa quý vị, hiện tại khắp nơi trên thế giới được tham dự lễ phóng sanh. Như vậy mình tham dự qua cái đạo tràng lễ phóng sanh trên không trung, nó có kết quả hay không? Vẫn có kết quả. Vì hôm nay mắt thấy tai nghe, tuy rằng mình không có trực tiếp ở tại cái pháp hội này, ví dụ như là cô Nguyên Bích, Trần Thị Hồng Vân, cổ thông tin cho cô Trần Thị Hồng Y ở Đắk Lắk cũng bây giờ được xem luôn. Hai cụ này thì nói cụ là bởi vì cũng 84, 85 rồi. Cô Hồng Vân cũng 84, cô Hồng Y 85. Rất là lớn tuổi mà chúng tôi có duyên với hai cô này. Lúc trước về Ban Mê cũng gặp, nhưng hôm nay tình cờ gia đình có phát tâm gửi tiền về phóng sanh, nói ra chúng tôi mới sực nhớ. Và các cô này thì Phật tử thuần thành, đệ tử của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Thích Quang Huy hồi lúc trụ trì chùa Khải Đôn, chúng tôi còn ở Ban Mê Thuộc. Thì các vị này là gia đình truyền thống của Phật giáo và rất thích pháp môn tịnh độ. Nhất là cô Hồng Vân này thì cũng mê pháp môn tịnh độ. Và khi nói đến niệm Phật phóng sanh là cô thích. Sáng nay cô đang ở trong bệnh viện bởi vì cô bị mổ ruột thừa. Nhưng mà cô thấy sau mỗi một tuần lễ rồi về không có đâu, cô lạy Phật nhiều quá, cho nên thành ra nó bị ảnh hưởng cái vết thương. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Cô đang ở trong bệnh viện ở bên Phật nước Úc đó quý vị, mà vẫn ngồi trên giường để tham dự phóng sanh. Nếu mà trang nghiêm thanh tịnh, tuy rằng mình ở trong bệnh viện, hoặc mình đang ngồi ở chợ, hoặc mình đang ngồi ở văn phòng làm việc không có áo tràng, nhưng mà mình nhiếp tâm thanh tịnh, trang nghiêm, cung kính, thì công đức mình vẫn thù thắng và đầy đủ giống như mình đang mặc áo tràng ngồi tại nơi cái pháp hội phóng sanh này. Và khi chúng tôi được gặp gia đình của cô Nguyên Bích đó, thì cô mừng và cô hoan hỷ và cô nói thầy giảng văn sao cũng mê, cũng thích quá. Lấy lời của Tổ sư Ấn Quang nói ra thiệt là chuẩn mà hay. Thầy cho con xin một bộ. Thì Giác Nhàn nói bây giờ gửi qua Úc cũng hơi khó, không biết đường nào gửi. Thì cô cho cái địa chỉ ở Sài Gòn, chúng tôi gom hết một bộ văn sao Ấn Tổ, Chánh Biên, Tục Biên, Tam Biên, Tinh Hoa Luật, Giáo Dục Gia Đình, Thi Kệ Tốt Yếu, Đại Khái cũng Ấn Tổ mà chúng tôi soạn ra, chúng tôi làm một bộ đầy đủ để gửi về Sài Gòn, để mà chừng nào có dịp người qua bên đó thì mang về cho cổ. Một số những người họ có duyên với Tổ sư Ấn Quang, họ nghe văn sao họ rất là thích thú. Và tuy nhiên có chúng tôi giảng thì họ hiểu rồi, bắt đầu họ đọc vào đó nữa thì
cái sức ảnh hưởng để mà tiêu nghiệp chướng, để mà thoát luân hồi, cao dự hải hội, Tây Phương Cực Lạc thì có phần. Vì tỏ sư ông Quang nói nếu mà xem vào trong văn sao mà hành đúng trong văn sao thì chắc chắn được vãng sanh. Ngài là cổ Phật Bồ Tát Đại Thế Chí nói thì chắc là không bao giờ sai đâu. Vì vậy cho nên mọi người ở khắp nơi trên thế giới cũng như nước Việt Nam hôm nay được xem trực tiếp chúng tôi ngồi đây nói chuyện và khai thị về cái lễ phóng sanh. Thì thưa quý vị, đây là một cái đạo tràng mà Hòa Thượng Tịnh Không tán thán, gọi là mở đạo tràng niệm Phật trên không trung, mở đạo tràng phóng sanh trên không trung, rồi mở đạo tràng trợ niệm trên không trung. Hiện tại thì giờ dịch bệnh đâu có ai tập tụ lại đông được, nhà nước mình cũng không có cho, sợ lây nhiễm. Thì cái đạo tràng trên không trung là tuyệt, rất là thuận tiện cho quý vị, không mất thời gian để quý vị đến và không tốn tiền bạc đi xe. Đây là một cái đạo tràng trên không trung mà chúng tôi nghĩ rằng nên phát dương quang đại để làm lợi ích quần sanh. Thì thưa quý vị, cái công đức phóng sanh mà Tổ sư Ấn Quang nói nó là chánh hạnh để mà vãng sanh Tây Phương á, là do đây là chánh nhân của tịnh nghiệp tam phước mà mười phương ba đời chư Phật đã hành trì và làm cái chánh nhân này, cho nên thành ra chư Phật đã thành Phật. Chánh nhân trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó là chánh nhân tịnh nghiệp tam phước, trong đó nó có lòng từ không giết. Chúng tôi hay nói hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, tu mười điều thiện. Hôm nay chúng tôi nhìn nhận thấy cái lòng từ không giết là một cái chánh nhân rất quan trọng để cho hành giả niệm Phật vãng sanh, cũng như để cho những người tu Phật để thành Phật. Bởi vì mười phương ba đời chư Phật để thành Phật thì không thể bỏ cái chánh nhân tịnh nghiệp tam phước nói chung và cái chánh nhân của lòng từ không giết nói riêng. Hôm nay chúng tôi khai triển cái chánh nhân của lòng từ không giết này. Thì cái lòng từ không giết này nó rất là sâu xa. Nếu mà mình không có trực tiếp giết mà mình ra chợ mình mua, thì Tổ sư Ấn Quang dùng danh từ gọi là đem tiền thuê cho người khác giết. Lời Tổ nói thì không sai rồi. Vì sao gọi là đem tiền thuê người ta giết? Vì khi mình ra mình mua thì cái người bán đó người ta nghĩ rằng là có người mua cho nên ngày mai phải giết tiếp. Nếu mà không ai mua thì cái người bán ngay người ta có tiếp tục giết để mà đi bán không? Không. Vì vậy Tổ sư Ấn Quang nói rất đúng, đó là đem tiền đi thuê người ta giết. Vì nếu mình hôm nay mua thì ngày mai người ta giết tiếp, người ta đem đi bán. Thì đây gọi là cộng nghiệp sát sanh, gián tiếp sát sanh. Tội vẫn có tội sát nghiệp như thường. Và cái tội sát nghiệp này nó là một loại năng lượng không có hình tướng, cho nên thành ra mình thấy nó bình thường. Nhưng mà nó có sự chi phối. Ví dụ như là cái sát nghiệp mình đem tiền ra mình mua, mình mang về để mình ăn, thì vô hình chung trong mạng mình thọ mạng là tuổi thọ bắt đầu mình đã ngắn. Cái gì mình sống 83, 84 tuổi, bây giờ nó còn 70 hoặc 60, mình không biết. Cái nghiệp nó chi phối, chỉ có Phật Bồ Tát có thần thông, có túc mạng thông, có tha tâm thông á, thì mới biết được cái thọ mạng của mình nó giảm bao nhiêu. Còn riêng đối với phàm phu chúng ta thì không biết thọ mạng mình nó giảm bao nhiêu và nó tăng bao nhiêu. Bởi vì mình chưa chứng đắc được cái tha tâm thông, chưa biết cái tuổi thọ mình bao lâu và đời trước mình làm gì, túc mạng thông và tha tâm thông mình không có. Nói chung là thể tánh của mình nó có khả năng được ngũ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông được hết. Nhưng mà điều mình chưa có thông nào hết là do mình bị chướng ngại. Đó là ngũ ấm ngăn che, tài sắc danh thực thì nó ngăn che, tâm vọng tưởng nó ngăn che mất rồi. Nhưng mà trong kinh Phật nói là nếu người nào trực tiếp sát, hoặc gián tiếp sát, hoặc xúi người sát, hoặc hoan hỷ sát, hoặc vui theo sát, mua mang về ăn, miếng thịt bữa nay nó ngon quá, gọi là vui theo mà cộng nghiệp sát. Mình ra mình mua, tức là mình khuyến khích người khác ngày mai giết tiếp, gọi là khuyến khích để người khác giết. Điều có tội giống như người giết hết. Như vậy cái chánh nhân này nếu mà mình không thành tựu được, mình phá cái chánh nhân mà lòng từ không giết này đó, thì cơ hội vãng sanh mình rất kém, hầu như không có cơ hội vãng sanh.
Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói trong văn sao xác quyết về cái việc mà kiên giết phóng sanh ăn chay là một cái chánh nhân, chứ không phải trợ nhân nữa, ngang là chánh nhân của tam thế chư Phật để thành Phật và chánh nhân của những người niệm Phật vãng sanh. Đại chúng nên lưu tâm chỗ này. Đại chúng tại viện chiên tu và khắp nơi trên thế giới và những người nghe lại cái đĩa này nên lưu tâm chỗ này. Cho nên thành ra suốt cuộc đời của chúng tôi là gần như là tán thán tùy hỷ và thân hành để làm cái lễ phóng sanh, và ít nhiều gì chúng tôi cũng phát tâm để phóng sanh. Hôm nay quý Phật tử khắp nơi trên thế giới tùy hỷ gửi về cho chúng tôi, không kêu gọi, có nhiều làm bao nhiêu. Vậy mà cái pháp duyên nó rất thù thắng. Mà chính cái pháp duyên này mà chúng tôi hình thành được cái pháp hội niệm Phật A Di Đà và cái viện chuyên tu này. Đây là một cái chánh nhân mà trợ duyên cho cái pháp hội của mình rất thù thắng. Thì như vậy cái việc mà lòng từ không giết là một cái chánh nhân của mười phương tam thế chư Phật để thành Phật, và cái chánh nhân của người niệm Phật vãng sanh rất thù thắng. Và cái lòng từ không giết này nó đạt đến cái chỗ gọi là vô duyên đại từ và đồng thể đại bi. Cái người mà họ thường phóng sanh, họ kiên giết, họ khuyên người không giết, và họ bản thân họ không giết, và họ bản thân họ không ăn thịt, và họ bản thân họ khuyên gia đình và khuyên những người khác không ăn thịt, và bản thân của họ phóng sanh, tuy rằng họ nghèo quá trong mạng, họ không có tiền, nhưng mà họ vẫn tùy hỷ những cái lễ phóng sanh. Thì cái công đức mà tịnh nghiệp tam phước của lòng từ không giết này đó làm cho cuộc đời họ bắt đầu thay đổi. Chút nữa chúng tôi nói có 5 cái điều mà cuộc đời mình thay đổi, gần như là ai trong cuộc sống cũng phải cần. Đó là tuổi thọ kéo dài, đó là không bệnh hoạn, đó là được giàu có, đó là được thân tướng tốt đẹp, và đó là khi chết gọi là thiện chung á, là thân thể được an vui, các căn vui vẻ và sắp xếp trước được ngày giờ chết luôn. Công đức phóng sanh thấy thù thắng không? Như vậy cái người phóng sanh này họ kết một cái duyên thù thắng trong chánh nhân của tịnh nghiệp tam phước đó, lòng từ không giết, và họ đem cái chánh nhân này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc lâm chung cái lòng từ của họ mà phóng sanh ăn chay kiên giết này hòa với cái lòng đại từ bi của Đức Phật A Di Đà. Vì cái lòng đại từ bi của Đức Phật A Di Đà là lòng từ không giết trong vô lượng đời kiếp rồi. Mà chúng sanh nào có lòng từ không giết như Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà sẽ duỗi tay phóng ngọc hào quang và tiếp dẫn người đó vãng sanh, bởi vì lòng từ của mình và lòng từ của Phật đã hòa quyện và có sự cảm ứng với nhau. Ở chỗ này có một số chúng tôi cũng không dám nói tên, quý thầy cũng không chấp nhận về cái việc phóng sanh đâu. Nó là tất cả các loài thú này thì cái thọ mạng nó ngắn và nó sanh ra nó phải bị người ta giết, đó là lẽ tất nhiên rồi. Mình thả đi rồi cũng bị người khác giết, đó là lý luận của họ và không tin phóng sanh và không có duyên với phóng sanh và không có cái việc mà hiểu sâu xa về cái việc đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giống như con người, và đời trước đôi khi nó thành là loài người nhưng mà bây giờ nó làm loài súc sanh. Một số quý Phật tử cũng không ưa thích và cũng vẫn nhiều người vẫn bác bỏ cái việc phóng sanh này, mà trong khi đó là Đức Phật nói 10 công đức trong phóng sanh trong kinh Đại Tập, và nhất là Tổ sư Ấn Quang đề xướng cái việc phóng sanh, và chính là Hòa thượng Tịnh Không ngài cũng đề xướng, bởi vì lúc trước cha của ngài thường sát sanh và đi săn bắn, cho nên lúc ông chết ông rất đau khổ. Cái người mà sát sanh lúc họ chết họ rất đau khổ, bị điên loạn, nhìn xuống dưới suối, dưới nước, dưới hồ, cắm đầu xuống hồ, nhìn trên núi là chạy lên trên núi, cắm đầu vô cây. Bởi vì lúc trước ba của Hòa thượng Tịnh Không là ngài đi săn bắn á, cho nên lúc chết rất đau khổ. Cho nên Hòa thượng Tịnh Không này ngộ ra cái cảnh đó, về sau là ngài đề xướng phóng sanh rất mạnh. Đó. Vì vậy cho nên cái người mà họ phóng sanh một thời gian rồi đó, họ kiên giết một thời gian rồi đó, và họ ăn chay một thời gian rồi đó, cái lòng từ của họ đặc biệt, họ thương người. Và có nhiều lúc người khác chọc họ sân hận, họ cũng không sân hận được. Và không những họ thương con họ, họ thương chồng họ, họ thương cha mẹ, mà họ thương những người bên ngoài luôn, không có duyên với họ, gọi là vô duyên đại từ. Không có duyên với họ mà họ vẫn thương. Những người mà thù hằn hãm hại họ, đến nỗi mà Tổ sư Ấn Quang nói cái người mà có cái lòng từ không giết sâu xa rồi đó, những người khác giết họ, họ vẫn gì? Khởi lòng tôn kính thương người đó, vì người đó giúp cho họ trả được cái nghiệp sát trong nhiều đời.
không oán thù, tâm vẫn thanh tịnh, tâm vẫn hoan hỷ, tâm vẫn thương kính người đó. Dễ sợ chứ? Đây là cái lòng từ gọi là vô duyên đại từ. Mà muốn như vậy, muốn được như vậy á, thì cái pháp mà phóng sanh là tuyệt đệ nhất. Nhưng mà điều mình mới ăn chay mà kêu lòng từ của mình có liền thì chưa được. Mới gieo mạ xuống mà kéo cái lúa lên để cho nó ra bông, ra hạt thì làm gì có. Mình phải có thời gian ăn chay, phóng sanh, kiên giết. Nhưng mà tổ sư Ân Quang nói, thực sự cái phóng sanh thì quý vị gặp được một cái đạo tràng, gặp được một cái pháp hội phóng sanh, đó là thù thắng, rất thù thắng. Nhưng bản thân của quý vị để đi làm lễ phóng sanh thì rất khó, nhất là bên Mỹ, Úc, Canada, các nước. Bây giờ châu Âu, bên Pháp họ cũng đang xem nè, bên Hà Lan các Phật tử họ cũng nhắn, họ đang xem. Nhưng mà để các nước đó mà họ đi ra, họ mua phóng sanh hàng ngày thì cũng không có thời gian. Bên nước ngoài họ vừa là bận mà vừa là để làm một cái lễ trang nghiêm để nhiều người vô tham dự như vậy thì cũng rất là khó. Nhưng mà mình tùy hỷ để mình gửi về. Nhưng mà cái việc mà tổ sư Ấn Quang vẫn là đề xướng giúp cho người khác kiên giết bằng cách là mình ăn chay, không ra mua thịt nữa. Dĩ nhiên mình không mua thịt thì người đó vẫn giết, nhưng mà nếu mà mình không mua thì mình không cộng nghiệp. Nhưng mà mình mua thì mình sẽ cộng nghiệp sát sanh với người đó. Bây giờ mình hiểu cho rõ ra là nếu hôm nay mình không mua nửa ký thịt hoặc là 5-7 lạng, 2-3 lạng, 1-2 ký, thì thứ nhất là giúp cho cái con thú này nó sẽ sống thêm, là bởi vì mình không mua và ít người mua lại thì người đó bớt giết lại, thì con thú nó sống thêm được vài ngày, tức thì tuổi thọ mình được kéo dài. Thứ hai là giúp cho cái người bán và cái người giết đó họ sẽ bớt giết lại, ít giết lại, thời gian giết là kéo dài ra, thì tuổi thọ của người bán người giết đó bắt đầu tăng lên. Giúp cho người giết người bán đó tăng trưởng tuổi thọ, tức thì tuổi thọ của mình được tăng trưởng. Giúp con thú đó thay vì hôm nay nó chết, ngày mai nó chết, nó kéo dài 5-3 ngày nữa thì tuổi thọ mình được tăng trưởng. Mình hiểu được cái đạo lý này, mình nói cho những người khác nghe, và âm thầm bắt đầu mình mua thịt ít lại và mua rau nhiều về cho gia đình mình ăn, thì mình giúp cho gia đình mình tuổi thọ kéo dài, cho họ là hồng phúc á, cho họ là cái phước báu á, cho họ cái tịnh nghiệp á, để cho thọ mạng họ bắt đầu kéo dài. Có cô đó cổ kể, ông chồng ông thích ăn cua thì buộc là phải mua về, chứ không có ông cằn nhằn cử dữ, ông khó chịu lắm. Thì khi mua con cua thế gì là mua 3 con thì cổ mua 5 con, cổ thả 2 con, cổ lấy cái công đức mà thả con cua đó hồi hướng cho ông chồng con bớt ăn cái con cua này lại, và thởi lòng từ thương con cua. Thì cô này cổ làm như vậy một thời gian, cổ nói cũng mấy tháng sau đó, rồi cái bữa đó cổ mua con cua sống mang về, mà ông này nghiệt ngã là ông ăn cua sống chứ cua chết nó không chịu. Ông kêu cua sống nó ngọt nó ngon, còn cua chết anh như sình nó thối rồi không ăn được. Thì bà vợ cũng phải tùy thuận mua mang về cho ông thôi, là ông cằn nhằn suốt. Rồi cuối cùng mang về, có bữa đó cái nhờ công đức của phóng sanh cua sau, ông nhìn vô con trong cái thùng mà thả con cua còn sống chuẩn bị là luộc là giết nó đó, ông thấy nó thở phèo lên, thường mấy con cua nó thở là cái bóng nước nó lên đó. Ông kêu trời, thấy sao tội nghiệp quá, thôi em ơi ngày mai đừng có mua cua nữa ngăn em, thấy mấy con cua tội quá, thôi mai anh không ăn cua nữa đâu. Trời, cũng mừng trong bụng, cũng mừng thầm, của nó thiệt tình có công đức phóng sanh này, nó thù thắng nhờ mua mấy con cua thả, mà cuối cùng bây giờ công đức hồi hướng ông chồng, ông chồng lại không ăn cua nữa. Bà vợ bà hỏi bây giờ anh không ăn cua thì ăn con gì, kêu ăn cá, mua cá bữa nay đổi ăn cá đi. Thì cũng không phải mua cá về. Thì khi mua cá về, cô mua thí dụ là 2-3 con gì đó, cô mua 1-2 con cổ thả, cũng hồi hướng tiếp cho ông chồng con bớt ăn cá. Thì mang về, mua cũng một thời gian mấy tháng sau, nhìn thấy con cá nó ngáp ngáp, kêu thôi con cá nó ngáp, thấy tội quá em ơi, thôi đừng mua cá nữa. Kêu vậy giờ mua con gì nữa? Thì kêu giờ nếu không mua con cá thì mua con tôm đi. Ăn đủ tới con. Tới con người của mình, khi mà nó khởi niệm ác là con gì nó cũng ăn, rắn rít bồ cạp. Chỉ có con tàu nó ăn không được, con tàu cắn vô mẻ răng chết nó ăn gì được không? Có con gì nó cũng ăn được hết trơn. Nếu mà con người mình mà ba nghiệp thân khẩu ý ngăn mà hướng thiện thì đây là cơ hội hơn cõi trời để mà tu hành để thành được đạo nghiệp. Mà khi mà nó ba nghiệp mà ác mà nó hướng xuống dưới đã tạo nghiệp sát trộm dâm dối rồi đó ngang, thì không có cái loài gì mà ác hơn nó. Giờ loài súc sanh như loài chim này kêu nó đi sát sanh này, nó cơ hội đâu nó sát sanh được, cái nghiệp nó bó lại và nó không có khả năng thông minh và đầy đủ điều kiện như con người. Thì bây giờ nó phải trả nghiệp thôi. Ba loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh là để trả nghiệp. Còn cõi trời và cõi người là cái cõi mà để hưởng phước rồi tạo nghiệp xấu ác rồi đọa lạc lại. Tổ Ấn Quang nói cõi trời cõi người là thích hưởng phước lắm.
họ khổ cực, họ thấy bực bội, họ khó chịu lắm. Họ đi làm thuê làm mướn, họ bực bội, họ khó chịu lắm. Họ ăn thiếu thốn miếng thịt nước mắm đồ là họ khó chịu lắm. Họ ăn rau họ kêu nhạt nhẽo lắm. Giờ con bò nó cũng ăn rau nó có rên gì được không? Cái nghiệp mày là như vậy thôi chứ rên gì nữa rên. Con bò con trâu bây giờ phải đi ăn cỏ thôi chứ rên gì nữa mà rên với ai? Cái nghiệp nó là như vậy, nó phải như vậy thôi chứ đâu có thể là làm cái khác được. Nhưng con người mình khôn lắm, thông minh lắm. Mà thông minh quá nó thành xảo trá, cho nên thành ra cái nghiệp xấu ác kinh khủng Ấn Độ nó. Có người mà khởi ba nghiệp ác là không có gì ác bằng lương lẹo dối trá sát trộm dâm dối một cách tinh vi. Có phước thì họ đã hưởng phước, họ tạo nghiệp xấu ác còn tinh vi hơn nữa. Tinh vi tức là họ khéo léo, họ xảo quyệt ở trong đó để họ phải đọa ba đường ác. Nhưng mà họ không nghĩ rằng sau khi chết bỏ đường, ba đường ác. Họ không tin nhân quả. Đó là vô minh, si dại. Quý vị thấy may mắn hôm nay mình nghe được cái đạo lý trong văn sao mà chúng tôi truyền đạt cho quý vị thấy may mắn không? Trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới đạt được, mới nghe được, mới thấy được, mới hiểu được, mới làm được chứ không phải đơn giản đâu. À, như vậy cái vô duyên đại từ này, muốn để khởi cái vô duyên đại từ này, tâm đồng tâm tư Phật và lòng từ không giết này đồng với tâm của Phật thì chỉ có ba điều đơn giản thôi, đó là ăn chay. Cho trọn vẹn ăn chay luôn. Rồi, kiên giết, khuyên người chuyên giết và phóng sanh. Vô hình chung một thời gian cái lòng từ của mình, thay vì ông chồng ông về ông nói những câu làm cho mình sốc ốc bực bội không? Hôm nay ông nói nhưng mà lòng mình thương và ổng và quý kính ông chồng và con cái, không ai chọc ghẹo làm cho mình phải khởi sân để tiêu công đức. Một niệm sân nổi dậy tiêu cả lòng công đức. Mà lòng từ có thì lòng sân sẽ mất. Không thể nào hai ý niệm trong một tâm thức. Mà khi một ý niệm sân nổi lên đó, thì nó sẽ tạo thành một cái năng lượng từ từ bắt đầu nó càng suy nghĩ nhiều chừng nào, thời gian suy nghĩ lâu chừng nào thì cái lòng sân này nó sẽ lớn lên. Và nó sẽ giết mình giống như là sắc sanh xét, xét lại ăn sắc. Lòng sân nổi lên rồi giết lại mình, làm cho mình băng hoại ăn ngủ không được. Rồi tự mình phải chết với tâm tham sân si này, gọi là ba độc nó còn hơn thuốc độc, hơn thuốc sâu. Mà nếu mà lòng sân này bị lòng từ cắt đi, chuyển hóa đi, thì con người này mát mẻ an vui. An vui vô cùng, lòng của người mình mát mẻ an vui vô cùng. Cho nên nuôi lớn lòng từ bằng cách đó là ăn chay, kiên giết và phóng sanh. Nếu ai chịu khó thêm nữa, nâng cao cảnh giới là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi thêm nữa đó, thì nhờ cái công đức trong danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và trong thần chú Đại Bi á, chứa đựng cái lòng từ của Phật, đó là quả giác của Phật tu đã thành rồi đó, mà hỗ trợ thêm nữa làm chánh nhân của tha lực và chánh nhân của tự lực là lòng từ không giết, không có sát sanh ha, và chánh nhân của tha lực là câu Phật hiệu ha, và danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và thần chú Đại Bi mà hỗ trợ vô nữa thì lòng từ người này phát triển. Mà khi lòng từ người này phát triển được rồi, họ thương người, họ giúp người thì cái phước báu người này đặc biệt. Khi mà họ thương người, họ giúp người, thương người đó mới giúp được người đó, mà thương càng nhiều người thì giúp càng được nhiều người. Mà giúp càng được nhiều người thì cái phước báu mình nó tới, vừa là thọ mạng, vừa là tiền tài, vừa là tướng hảo, vừa là tất cả bệnh tật, nghiệp nặng quá khứ, bệnh nặng thành nhẹ nhẹ biến mất. Và định nghiệp chuyển luôn. Đó là những cái công đức mà nãy giờ chúng ta nói. Lòng từ không giết để đạt đến vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Và giờ nói đến cái đồng thể đại bi, khi mình thương họ rồi đó nha, thì mình giúp họ, cứu những người khổ đau. Nhưng mà trong khả năng mình không có, trong mạng mình không có tiền, khả năng mình không có, thì bây giờ mình phải gì? Mình phải thương người để cho cái công đức và cái phước báu và thời gian kéo dài để mình mới có thể giúp cho được nhiều người. Thì hai cái việc đó là từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Nói thì dễ nhưng mà làm rất khó. Lòng từ để đem lại an lạc cho mình và tha nhân. Cái đó là cái quả thôi. Bây giờ muốn làm cái nhân cho lòng từ này phát triển thì chỉ có kiên giết, phóng sanh và ăn chay. Niệm thêm danh hiệu Phật, thường xuyên niệm thêm danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm, thần chú Đại Bi, thì lòng từ người này bắt buộc chắc chắn là phải phát triển. Phát triển và nhân rộng ra và nâng cao cảnh giới lên, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà tụng thần chú Đại Bi chúng tôi nhắc lại, có cô Nguyên Bích đó, hiện tại cô cũng đang nghe, cô ở trong bệnh viện ở bên Phật nước Úc á.
Cô nghe chúng tôi nói trì 21 biến đại bi mà cô không có mấy cô trì bằng miệng luôn. Mà cô này cô có duyên sao cô trì nó chưa có tổn khí, chưa có mệt. Rồi cô nghe chúng tôi nói là phải trì thêm 51 biến, cổ cũng 51 biến luôn mà trì bằng miệng. Tụng bằng miệng rồi lâu ngày tổn khí nó mệt. Nó mệt lắm. Cô Loan Nguyễn ở Kentucky cô nói khi nào thầy có giảng thầy phải nói cái bệnh tụng khí của con. Lúc trước con tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, trì đại bi, con niệm Phật ra tiếng. Mấy tháng sau rồi một cái tự nhiên nó tổn khí, con ngủ không được, con lảo đảo đi không còn thăng bằng nữa, nhưng mà trong tâm cứ sợ, không dám ở nhà, cứ chạy ra ngoài đường. Và ông chồng cũng cứ chở ra ngoài đường suốt 6 tháng như vậy và khổ đau vô cùng. Mà cái ổ sao mình bệnh, mình tu mình sao nó sanh ra bệnh như vậy, con không biết đường mà lần mò. Sau chúng tôi nói đến cái việc tổn khí thì về sau bắt đầu là cổ lắng nghe, cổ niệm trong tâm, rồi cổ niệm ra tiếng, rồi cổ niệm thầm thầm. Bây giờ hết tổn khí rồi, cô nói vượt qua cái bệnh tổn khí này, con mất 6 tháng tưởng là chừng chết. Mà cứ đi ra ngoài đường như người mất hồn mà đi lảo đảo, cô đâu có biết tổn khí, vô bệnh viện kia không có bệnh gì, cơ thể vẫn bình thường. Mà tinh thần nó mất thăng bằng, cái bệnh tổn khí này nó nguy hại vô cùng. Cho nên Tổ Ấn Quang ngày hay nhắc, tối ngày có khi 25 hoặc là 50, mà 75 thì ngài phải chia ra. Đó là cái việc mà ngài trì thần chú đại bi. Còn niệm Phật là thường ngài dùng cái cách đó là niệm trong tâm, thầm nghe cái hơi của mình. À, như vậy cho nên cái việc mà lòng từ không giết này đó, thì thường mình phải tổ chức lễ phóng sanh mỗi chủ nhật này và lập cái đàn lớn để cho mọi người tham dự. Thì lâu ngày nếu ai mà chịu khó xem cái giờ bên Việt Nam, ví dụ giờ bên Úc đó là 11 giờ 18 phút thì bên này 10 giờ 18 phút thì bên đó trước một tiếng, cũng ban ngày luôn, rất thuận tiện. Bên Mỹ như cô Viên Anh thì bây giờ là 10 giờ tối hoặc 11 giờ tùy theo, bên Oregon hoặc Cali mới có 8 giờ tối thôi. Bên Việt Nam thì thuận tiện được không? Mình canh những cái giờ này vô mình làm lễ. À, quý vị biết mỗi lần làm lễ như vậy là mấy thầy phải đi ra chợ để mua, lựa những loại súc sanh nào mà khỏe, lương, cá, đồ đạc mang về đây. Rồi quý thầy buổi sáng ngưng hết tất cả những công việc tập trung trong cái lễ này. Rất quan trọng chứ không phải là bình thường đâu. À, như hồi nãy chúng tôi có nói là người kiên giết phóng sanh ăn chay, thì trong cái phước đầu tiên của người này đã là được trường thọ, không bị chết yểu hay gọi là chết non, phúc thọ được kéo dài. Thường chúng tôi có cái cảm giác mà như hồi đêm hôm qua đó, chiều hôm qua là chuẩn bị cho lễ phóng sanh rồi thì tối ngủ rất ngon. Đặc biệt từ 8 giờ rưỡi chắc là lên giường khoảng 5 đến 10 phút rồi tối ngủ sớm, mà thường 8 rưỡi ngủ chứ không phải là sớm, nhưng mà nó vô giấc ngủ nhanh. Thì thường 8 rưỡi thì lên ngủ đó, thì thường 1-2 giờ dậy. Sáng hôm nay không biết sao mà từ 8 giờ rưỡi ngủ mà đến 3 giờ rưỡi. Mà khi bấm đồng hồ trên đầu giường chúng tôi nó có đèn, vừa bấm lên một cái coi á, thì 3 giờ rưỡi mà tưởng chừng như là ngủ 1-2 tiếng đồng hồ, nó sâu như vậy. Thì hồi chiều hôm qua là tuyệt không ăn cái gì, không uống cái gì luôn. Thường buổi chiều là không ăn không uống gì đó. Nhưng mà có những cái bữa mà làm việc mà hơi sốt ruột đó, thì uống bột vô á, thì ban đêm có nhiều lúc đi toilet vệ sinh á, thì nó lại gián đoạn giấc ngủ, ru vô giấc ngủ nó hơi khó. Các anh em trẻ thì khi mà đi tiểu ban đêm thì ngủ lại dễ rồi, nhưng mà những người bắt đầu có tuổi 50 trở lên rồi bắt đầu là hơi khó ru vô giấc ngủ. Nhưng đêm hôm qua là không uống miếng bột nào luôn. Công phu xong rồi vô cái bắt đầu uống miếng nước ấm, cái nó mất cái cảm giác sót bụng đi, cái là có bữa sót bữa không thôi, rồi từ bắt đầu nó quen. Sáng gặp cái cô này cô nói mấy ngày đầu con nhịn con sót con khó chịu lắm, mà bây giờ nó quen nó dễ chịu lắm. Có những người thì họ uống bột vô êm ngủ được, không đi vệ sinh và ổn thì cái việc uống không sao. Có những người họ không uống bột. Thì thường mà chúng tôi sang hôm sau mà làm lễ phóng sanh lớn là đêm giấc ngủ ngon, có những mộng lành và ngủ rất là sâu. Thì cái giấc ngủ như vậy đó là làm cho cái thân thể mình nó sẽ khỏe. Sáng dậy tu rất là khỏe, 3 tiếng không là gì hết. Thì khi mà mình ngủ được như vậy đó là do cái tâm mình nghĩ đến những điều thiện pháp. Khi nghĩ đến những điều thiện pháp, mà nhất là thiện pháp mà cứu mạng á nha, mà cứu nạn chúng sanh hôm nay bắt đầu chuẩn bị chết á, thì cái cứu mạng và cứu nạn này nó làm cho mình phản hồi được một cái công đức thanh bình, yên ổn trong thân tâm, ngủ ngon, sáng ra vui vẻ, nhìn hoan hỷ. Hôm nay nhìn bầu trời nó hoan hỷ, nắng ấm bình minh nó hoan hỷ vô cùng, thì mình phải nghĩ những thiện pháp. Ví dụ mình không có làm lễ phóng sanh liên tục được, phải không? Thì mình nghĩ đến cái chuyện lời Phật dạy, trong văn sao Phật dạy, rồi mình nghĩ đến công đức niệm Phật cũng rất là thù thắng, đó là công đức của thiện pháp.
thì tuổi thọ mình sẽ kéo dài. Vì sao người phóng sanh ăn chay kiên giết mà tuổi thọ họ kéo dài? Vì thay vì hôm nay những con cá, con chim này, con lươn này bị người ta giết nó chết, mà mình mua mang về để mình thả nó đi, thì thọ mạng những con thú này được kéo dài, thì chắc chắn rằng cái nhân quả phản hồi thọ mạng mình phải kéo dài. Và bệnh nặng đời trước có sát sanh nha, đời này mình phóng sanh thì bệnh nặng nó thành bệnh nhẹ, mà người bệnh nhẹ nhẹ gần như là biến mất không có bệnh. Đó là công đức phóng sanh, chánh nhân tịnh nghiệp, tam phước, lòng từ không giết, để trợ giúp cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái người phóng sanh thứ hai đó là họ được giàu có, là hôm nay họ bỏ tiền ra họ phóng sanh, họ không có tiền thì họ tùy khỉ cái công đức phóng sanh, thì trong mạng họ tức thì có tiền. Vì sao vậy? Họ đem tiền, ví dụ họ xài, họ mua quần, mua áo, họ mua thức ăn mặn, hoặc họ xài một cách phung phí cho bản thân họ. Hôm nay họ tích góp lại, họ để họ hỗ trợ cho cái pháp hội phóng sanh. Để họ phóng sanh thì trong mạng họ tức thì có tiền. Chúng này, cái điều này chúng tôi tin tưởng. Năm 2007 là bắt đầu chúng tôi hành cái pháp phóng sanh này. Mà cái pháp phóng sanh này khó hành lắm. Bởi vì sao vậy? Có nhiều lúc làm mình chán nản, mình đi thả đầu này, cái đầu kia người ta bắt. Nhưng mà hôm nay nó được cái sông Đại Ninh của sư cô đó, là ít có ai mà vô đó bắt. Mình đi vô trong chùa mình thả bên trong đó là ít có ai đến, một cái sông lớn nữa. Vì vậy cho nên cái chỗ thả hôm nay cũng rất là an toàn. Thì có nhiều người họ thả mà họ thấy người ta bắt họ chán. Với hai nữa, nhiều lúc họ tính toán cái tiền bạc làm chuyện khác, chứ mua con thú này thả họ không thích thú. Cái duyên họ phóng sanh không có. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy từ cái năm 2007 bắt đầu là phóng sanh, mỗi chủ nhật có 500 ngàn thôi. Là 4 chủ nhật một tháng chỉ có 2 triệu bạc. Phóng sanh từ từ, người ta cúng dường dần lên, có để nuôi chúng, có để lo tất cả những công đức. Không những họ gửi tiền phóng sanh mà họ lại gửi tiền thêm để nuôi chúng nữa, lo ân kinh nữa, lo để công việc cho tam bảo nữa, lo cho đại chúng để mà sinh sống nữa. Thì từ nơi cái công đức phóng sanh, ân kinh, in tượng Phật, làm pháp bảo rất thù thắng. Chùa nào vắng vẻ phải không? Phóng sanh thời gian 50 ngàn, 500 ngàn thôi, họ để cái tâm vô phóng sanh thôi. Rồi bắt đầu một thời gian thì gì? Chùa đã đông đúc, Phật tử đầy chùa. Nhà nào phóng sanh, con thảo cháu hiền đông đúc đầy nhà. Mười công đức phóng sanh nó. Mình tu mà không tin lời Phật thì thôi rồi, làm sao có thể là mình có thể thành tựu đạo nghiệp được. Cho nên chúng tôi thấy thực tế cái công đức phóng sanh từ 2007 là cái chùa lạnh tanh như chùa Bà Đanh. Chỉ có một hai bà cụ với lại bố Giác Ngàn thôi. Mà ông cụ ông rất thích phóng sanh. Ông cụ là một cái người trợ duyên cho chúng tôi để phóng sanh. Ông rất thích phóng sanh. Vì vậy cho nên thành ra cái công đức phóng sanh này nó thù thắng. Và khi mà đại chúng đông á thì tự nhiên người ta cũng sẽ cúng vô để cho mình có, để mình chi dùng. Cho nên tiền bạc phú quý giàu có đại chúng cũng từ nơi công đức phóng sanh. Quý vị tin đi, chúng tôi không có lừa gạt quý vị đâu. Con cái trong gia đình bệnh hoạn phải không? Mình bị bệnh phải không? Sáng nay cô Nguyên Phước ở bên Úc, cô nói sao con bị cái mục lẹo trên mắt lâu quá nó không lành. Chúng tôi nói phóng sanh ăn chay trì đại bi lấy nước thoa đi hết á. Cô Giáng Hương ở Sài Gòn mà đến nỗi cô bị cục bú ngay đây, mà cô trì đại bi cô thoa nước vô mà tha thiết lắm. Sáng lấy nước thoa giống như Tây Quan Âm đang thoa vô cổ mình vậy đó, vậy mà tan cái cục bú đó, cục bú một cục ngay cho cổ như vậy. Đó là cái pháp của Phật nó màu nhiệm, mà nhiều lúc cái nghiệp của mình nó nặng, cái thuốc á không chữa được. Cái thuốc không chữa được. Thuốc tiên linh đơn chữa cũng không được. Cái nghiệp mình đã tạo sát nghiệp rồi, chỉ có công đức niệm Phật, công đức trì chú, công đức phóng sanh, công đức ân kinh, công đức tu tập đó thì nó mới có được khả năng hóa giải được nghiệp lực. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt, cho nên Ấn Tổ nói nếu mà thành tâm chí tâm mà niệm Phật, niệm Quan Âm trì đại bi thì không có nghiệp gì mà không tiêu. Nghe cái mình tin mình làm cái có kết quả. Đúng không ạ? Cái thứ ba là khang ninh, thân thể khỏe mạnh, tâm hồn yên ổn. Cái người mà khởi niệm lên phóng sanh, họ không bỏ tiền nhưng mà hôm nay họ tùy hỷ công đức phóng sanh. Rồi họ phản hồi được cái công đức từ trong tâm họ, nó sanh ra một cái tâm hoan hỷ, cái tâm tùy hỷ, cái tâm an ổn, cái tâm an vui, cái tâm không sợ sệt. Đặc biệt cái chỗ này. Và cái thứ bốn là hiếu đức, là tính lương thiện, nhân hậu, bình tĩnh, ưa chuộng đức hạnh. Mà người mà khởi được niệm phóng sanh này, người ác người ta khó khởi niệm lắm. Bữa chúng tôi ra mua thấy cái cô đó, cô vừa bán cho chúng tôi cá xong, cái ông kia ông lại mua một cái, cô bắt con cá lóc to bằng cầm tay cô bỏ xuống đất, nó dậy dậy dậy, cô cầm cái dùi cô đập cái bụp ngay cái đầu một cái, nó nằm đơ hết dậy luôn.
chúng tôi nói cái cô này mà để khi mà cổ thương cái con cá mà vì lòng từ không giết thì khó có cơ hội vô cùng. Vô mua để tạo cho cổ cái duyên để mà cổ không giết, nhưng mà cổ thấy cái đồng tiền này quan trọng và không có tiền này là sống không được, mà cổ không ngờ rằng chính cái đồng tiền mà cướp đi sinh mạng mà sát sanh như vậy thì thọ mạng ngắn, tiền để làm gì và chết đau khổ, không ngộ ra được cái điều này đâu. Quý vị thấy Phật Pháp dễ để ngộ hiểu để tu không? Khó lắm. Tới mua đồ phóng sanh luôn mà cũng không ngộ luôn. Đâu dễ gì mà tin Phật Pháp đâu. À, cái hiếu đức này là tức là thích về những cái công đức niệm Phật, thích về công đức phóng sanh, thích về công đức in kinh, thích về công đức trì thần chú đại bi. Đây là những công đức. Mà chỉ có những công đức này nó mới hóa giải được những cái túc nghiệp của mình trong đời trước và những cái hiện nghiệp trong đời này. Là nghiệp xấu ác á. Chỉ có công đức này nó hóa giải là số 1. À. Và cái thứ 5 mà người phóng sanh đạt được đó là thiện chung. Là có thể tiên liệu thời kỳ chết của mình. Khi lâm chung không gặp tai họa, thân thể không đau đớn vì bệnh tật, trong lòng không vương vấn và phiền não, ôn hòa tự tại rời khỏi nhân gian, an nhiên thị tịch. Nếu trước khi lâm chung mà niệm Phật 1 tiếng đến 10 tiếng hết lòng tin ưa, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn về liên trì hải hội Tây Phương Cực Lạc. Trong nguyện thứ 18 nói rằng người lúc lâm chung mà hết lòng tin ưa niệm danh hiệu ta 1 niệm đến 10 niệm thì ta sẽ tiếp dẫn người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu ta không tiếp dẫn thề ta không thành ngôi chánh giác. Vậy là có người niệm 1 niệm đến 10 niệm mà Ngài tiếp dẫn vãng sanh rồi, cho nên Ngài mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác 10 kiếp ở bên Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đây. Như vậy lúc lâm chung cái chánh nhân mà lòng từ không giết trợ duyên cho mình để thân thể không đau bệnh, tâm mình không bị hôn mê, các oan gia trái chủ nó không đến nó báo oán mình, thì lúc đó rộng đường để mình niệm 1 niệm đến 10 niệm. Có cần không? Rất cần. Chúng tôi nhớ chú Nhuận Giác là tên chú Tuân, ông ở Quảng Ninh. Khi bệnh hoạn và bệnh tưởng chừng là chết rồi, ông sợ quá, ông vô chùa ông tu. Mà khi bước vô chùa là thân tướng ông nhìn thấy nó thê thảm lắm. Bệnh hoạn mà. Ông mới kể là lúc trước ở nhà đó thì thích ăn lẩu mèo. Con mèo còn sống bỏ vô bao cột bao lại, vì con mèo mà nếu mà chặt đầu giết nó dữ lắm, nó gào, nó nhảy lên và khó có giết giống như con gà, con vịt, con heo đồ, nó không có dữ như con mèo, cho nên thành ra lừa bỏ vô cái bao cột miệng nó lại nhặn xuống nước, vậy đổi sặc nước cái nó ngộp nó chết, mang lên cái bắt đầu chế nước sôi cái làm lẩu mèo ăn. Thì cái lúc ông ra đi, cái phòng hộ niệm lúc đó chúng tôi có hộ niệm cho chú Nhuận Giác này, quý vị lên coi lại hộ niệm cho chú Nhuận Giác á. Lúc đó chúng tôi đưa sát cái micro chung với chú này niệm cho ổng luôn. Và cái mặt ổng như con mèo. Khi chúng tôi nói đó thì một số quý Phật tử trên Đà Lạt mua mấy con mèo về phóng sanh cho ổng. Cuối cùng cũng phải ra đi. Như vậy khi lúc lâm chung như chú Nhận Giác và một số những người mà bị cái nghiệp ác mà sát hại sinh linh kinh thiên địa này đó, thì nó gây chướng ngại cho cái việc vãng sanh mình rất lớn. Vì vậy chúng tôi mong mọi người ngay giây phút này nghe những điều mà bằng tất cả tấm lòng của chúng tôi chia sẻ, ngưng liền ăn thịt ăn cá, tất cả các loài có máu huyết và có mạng để sinh sống thì ngưng ngay luôn, ngưng liền. Vì có một số người quan niệm là người ta giết rồi mình mua mang về mình kho mình ăn, đâu đến động đến cái nghiệp sát sanh, đâu giết con nào đâu. Nhất là bên nước ngoài, Úc, Canada, Mỹ, châu Âu, họ giết rất tinh tế. Mà hôm bữa chúng tôi lên trên mạng YouTube coi, họ làm toàn bộ bằng máy không? Họ đưa lên rồi họ xẻo, họ làm toàn bộ bằng máy mà rất nhanh, cực kỳ nhanh, tinh vi, giết. Như vậy mới đủ cung cấp cho người ăn. Cái người ăn họ không nghĩ đến cái việc giết đó. Cho nên thành ra chúng tôi khuyên mọi người nên ăn thực vật. Và cái răng của con người mình là răng bằng. Răng nó bằng chứ không phải răng nhọn. Mà răng bằng á là để nhai rau cỏ thực vật. Mà răng nhọn như con hổ, con cọp á là nó ăn cái loài động vật. Ruột nó là ruột thẳng, nó ăn vô cái là nó đi ra cầu liền. Còn mình ruột nhích dắt á mà ăn những cái loài động vật thì dễ bị ung thư đường ruột.
ăn loại rau thì nó phù hợp với cơ địa của con người. Đây là các vị bác sĩ, những vị tiến sĩ kỹ sư mà họ nghiên cứu ra cái loại thức ăn và loại động vật là hợp với loại nào, họ nói rất kỹ trên mạng quý vị xem. Nhưng mà điều con người mình theo thói quen đó là nghề nghiệp. Xưa bày nay làm cho ông bà cha mẹ mình đám cưới cho con, nhất là ấn tổ là ngày rầy. Đám cưới đám hỏi, giỗ chạp nhất là đám cưới cho con. Đám cưới cho con trai con gái là thuần phong mỹ tục, là để nói dòng giống của con người mình, là cái ngày vui mà một đời nó có một lần, mà bây giờ lại đem tất cả chúng sanh đem nó giết đi, hoặc giả thuê người khác giết để cho nó lâm vào tử địa, để cho nó phải là đau khổ, thì mình có an vui được không? Một ngày đó là ngày khánh hỷ, ngày song hỷ, ngày hạnh phúc của mình, của lứa đôi, mà cuối cùng bây giờ làm cho tất cả chúng sanh phải chia đàn xẻ nghé, đau khổ chết chóc. Thì như vậy mình có phải là được hạnh phúc không? Không được hạnh phúc đâu. Ấn Tổ nói, nếu mà ông cái sư bày này làm như vậy đó thì con cái của ông sẽ mất hạnh phúc và không an vui đâu. Mà nếu mà ông đám cưới bằng cổ chay á, người khác bắt chước là công đức ông lớn lắm. Cái gì thấy không? À, thì như vậy hôm nay mà Giác Nhàn nói về cái việc mà những cái công đức phóng sanh mà lòng từ không giết là chánh nhân của mười phương ba đời chư Phật, để quý vị thấy quan trọng cái việc của chư Phật thành Phật cũng không thể bỏ phóng sanh ăn chay kiêng giết đâu. Đúng không? Và trì giới niệm Phật là chánh nhân để mà vãng sanh Tây Phương, nhất là trì cái giới sát sanh này. Đó. Như vậy cho nên hôm nay cái việc mà Giác Nhàn chia sẻ cái thời gian thì không có nhiều. Vì vậy để dành lại cho Thầy Nhân Minh đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang rất là hay, xuất sắc, cái những mẫu chuyện quý vị sẽ nghe. Và sau khi đó sẽ làm lễ phóng sanh để hồi hướng cho những người mà chúng tôi nói. Hôm nay toàn là những người đặc biệt. Ba thầy phổ đang nằm ở nhà coi như là yếu quá chừng rồi. Hình như cũng có đang xem trực tiếp. Hôm nay cũng có làm lễ phóng sanh cho ông cụ. Gia đình cũng gửi tiền lên. Và nhờ thầy ở trên chùa Quan Thế Âm có phòng hộ niệm, cho nên thầy cũng biết cái cách để hộ niệm và sắp xếp cái phòng như thế nào, mà hồi sáng chúng tôi có hướng dẫn cho thầy. Và thầy cũng xin Giác Nhàn thỉnh thêm một số các thầy, 4-5 thầy đi về để trợ niệm cho ông cụ. À, ông cụ yếu quá rồi, bây giờ không có tự chủ đi cầu đi tiểu, tự đi chứ không tự chủ được là biết yếu lắm rồi đó. Rồi thêm cụ Nguyên Bích ở bên bệnh viện ở bên Phật, rồi một số như cô Loan Nguyễn vân vân, một số những người họ phát tâm phóng sanh, giống như là cô Diệu Bảo ở Bình Phước, cô cũng gửi. Mà hôm trước cô có nói có một cô em của cổ hay cháu gì đó đang sanh mà rất khó sanh. Chúng tôi nói Tổ sư Ấn Quang ngày nói rồi, sanh tử là sự đại, mà nếu mà sanh đẻ mà phát tâm phóng sanh, niệm Quan Âm Bồ Tát ra tiếng thì không mấy chốc là sanh. Nên nói điều này cho mọi người biết, chứ không là coi chừng mẹ chết mà con chết luôn đó. Sanh không được, mẹ chết con chết luôn đó. Nguy hại vô cùng với cái việc, nếu mà sanh thì kêu họ niệm Quan Âm, nếu mà tử thì kêu họ niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh. Quý vị thấy có ai khai thác được chỗ này không? Mà trước giờ mình chỉ nói rằng khi sanh là một là mổ, hai là từ từ sanh thôi, phải không? Ấn Tổ chỉ cái cách đẻ mà sanh đẻ, nói lại cho con cháu biết là cứu mạng họ đó, cứu nạn lúc sanh đẻ. Đó. Bồ Tát Quan Âm có cái nguyện là cứu sản nạn khổ mà. Cái người sanh đẻ là họ đau khổ vô cùng, họ đau đớn vô cùng. Mà niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát không đầy một khắc. Không đầy một khắc là tức là chưa đầy là một tiếng đồng hồ, nó một tiếng chứ 50 phút là sanh. Hầu như chúng tôi chỉ cho một số các cô như cô Huệ bên Hàn Quốc mà chích thuốc làm đủ kiểu không sanh, mà cuối cùng gì là chỉ có niệm trong chốc lát là sanh được liền. Còn tử là niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh. Đây là cái pháp của Ấn Tổ chỉ cho chúng ta. Cho nên hôm nay thì thời gian cũng không có nhiều, Giác Nhàn nói cái điều mà mọi người nên phát tâm để mà mình làm theo cái pháp phóng sanh này. Tuy rằng mình không có tiền, hoặc giả mình ở xa, hoặc giả mình ở trong nước Việt Nam, nhưng hôm nay chúng tôi nghĩ là đông là do tối hôm qua chúng tôi đã lên chương trình này, Facebook đồ các nơi đều tham dự được cái lễ phóng sanh. Nếu mà mình tin tưởng cái pháp phóng sanh này, mà mình khởi được cái tâm tùy hỷ cái pháp phóng sanh này, cái công đức nó rất là thù thắng vi diệu. Có cô đó có uống thuốc uống dốc dốc như vậy, uống thuốc mà đi bác sĩ liên tục như vậy, cô nó uống đến nỗi mà nhìn thuốc sợ luôn, thấy thuốc là sợ luôn, bị uống vô nó nóng ngủ không được, mà trong người nó rất là khó chịu. Cô nghe cái pháp phóng sanh của chúng tôi, bắt đầu cô thay vì cô lấy tiền thuốc cô đi mua thuốc, phải không, cô chuyển qua cô mua đồ phóng sanh luôn.
coi như là cả, tới đầu tới chứ uống hoài cũng không hết. Cho nên Ấn Tổ mới nói là thuốc thế gian làm sao mà chữa được cái nghiệp của mình. Những nghiệp thông thường đôi khi cái phước báo mình còn tự nó hết, mình tưởng là thuốc hết phải không? Không phải. Nhờ cái công đức tu hành và thọ mạng mình còn nó hết đó, cái thuốc là phụ thôi. Lẽ dĩ nhiên là khi những cái chứng bệnh như ruột thừa, một số những cái việc gì còn đến thuốc thì mình cũng phải uống, chứ không phải mình vứt hết. Nhưng mà uống hoài không hết là biết là cái nghiệp này nó quá nặng rồi. Cô đi phong sanh mấy tháng sau là tự nhiên cái bệnh biến mất hết trơn. Cô mới tin cái pháp phong sanh này. Thiệt là tin tưởng cái pháp phong sanh này. Thì đó là cái việc hôm nay chúng tôi chia sẻ cái vấn đề mà cái công đức phóng sanh đó là chánh nhân của tịnh nghiệp tam thế chư Phật. Giờ thầy Minh đọc những lời khai thị của Tổ sư Minh Quang và A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng và tất cả quý Phật tử đang hiện diện online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, Tổ sư Ấn Quang khai thị về pháp môn niệm Phật. Phật pháp sâu rộng khác nào đại hải, hạng phàm phu sát đất ai có thể thấu nguồn tột đấy, một hơi nuốt hết cho được. Tuy nhiên nếu sanh được tâm chánh tín sẽ tự có thể tùy phần tùy sức ai nấy được lợi ích. Ví như tu la, hương tượng và các loài muỗi mồng uống nước biển cả, loài nào loài nấy đều được no bụng mới thôi. Như Lai xuất thế tùy thuận chúng sanh, vì họ thuyết pháp khiến ai nấy đều được lợi ích cũng giống như thế. Nhưng chúng sanh thời mạt, nghiệp chướng sâu nặng, thiện căn cạn mỏng, tâm trí hẹp kém, thọ mạng ngắn ngủi, lại thêm tri thức hiếm hoi, tà ma ngoại đạo tung hoành. Nếu tu những pháp môn khác mà muốn cho trong đời này đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử quả thật là chuyện rất khó, hiếm có. Chỉ có một mình pháp tịnh độ chuyên cậy vào Phật lực, cho nên chẳng cần luận đến đoạn chứng, chỉ dựa vào tín nguyện. Tín nguyện nếu có đủ, dù là phường tội lớn cực ác, sắp đọa A Tỳ địa ngục, cũng vẫn có thể cậy vào sức thập niệm, chống nhờ vào Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Ôi, Như Lai đại từ phổ độ, chẳng bỏ sót một ai. Chỉ có mỗi pháp này thật là châu đáo thiết tha nhất. Do vậy, Tây Thiên, Đông Độ, Bồ Tát, Tổ Sư, Cao Tăng, Đại Nho, không ai chẳng dùng pháp này để tự lợi, lợi tha. Tất cả trước thuật cực kỳ rộng lớn, muốn tìm hiểu nguyên ủy, nào phải là chuyện dễ dàng. Vì thế pháp môn này các cửu giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thiết. Thật có thể nói là pháp cực đàm của một đời giáo hóa của Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thường, chẳng trồng cõi đức thì trải bao kiếp khó gặp được, đã được thấy nghe phải siêng tu tập. Số 2, Tổ sư Ấn Quang khai thị nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, do tâm Bồ Tát cứu khổ thiết tha. Đức Quán Âm từ bi rộng lớn, chắc chắn hệ có cảm liền ứng, nhưng tâm chớ nên quá gấp rút bộp chộp, mong được ứng ngay. Ví như trồng lúa, ngày hôm nay vừa gieo giống liền mong thu hoạch, ngay trong bữa nay sẽ trở thành kẻ si. Cố nhiên hệ có ai khởi lòng niệm Bồ Tát thì sẽ liền được gia bị, nhưng chớ nên có những quan niệm hẹp hòi mong cầu ấy thì sẽ có lợi ích lớn lao vậy. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn, họa hoạn xảy đến không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì mới chẳng gặp hoạn nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp dự hóa lành. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm tự lợi, lợi tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước,
Nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui, thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp, lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá, mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phàm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy, đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hằng ngày trì chú Đại Bi gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc, thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Gần đây, những kẻ do gặp hoạn nạn, bèn niệm Phật, niệm Quán Âm, được cảm ứng nhiều khôn kể xiết. Gia đình ông còn được coi là có của ăn của để. Hãy nên dạy nam nữ, lớn bé trong nhà, đều hàng ngày niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm bao nhiêu đó câu, để làm kế dự phòng. Lúc vô sự niệm thì sẽ không có họa hoạn. Dẫu lúc đương đầu với hoạn nạn mà có thể chí tâm niệm, thì công đức cũng chẳng thể nghĩ bàn. Câu chuyện cảm ứng do trì chú Đại Bi trích trong Tăng Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Triều nhà Thanh, Phật tử Thái Tư Nhương phụng mạng triều đình thực hiện việc giám sát các tuyến vận tải đường thủy tại cửa sông Hoàng Hà. Ông đến Giang Tây, một thị trấn nằm bên bờ sông Hoàng Hà, thuê một dãy nhà lớn của dân địa phương để làm công sở. Dãy nhà này không có vách ngăn, bốn phía để trống, nằm liền kề với nhà dân chúng. Vào ngày 11 tháng 5, thị trấn Giang Tây bị hỏa hoạn. Tất cả các gia đình đều lo cứu hỏa và dời đồ vật ra ngoài. Trong lúc đó, Phật tử Tư Nhương vẫn ngồi yên bất động. Gia nhân thấy vậy rất sợ hãi, đã mấy lần đến thỉnh xin ông ra ngoài tránh nạn lửa, nhưng ông không nao núng và không ra khỏi chỗ ông ngồi. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, lan sang các nơi bên cạnh và thiêu cháy các nóc nhà sát chỗ của Tư Nhương. Tuy nhiên, có điều rất lạ là khi lửa đến nơi nóc nhà của Tư Nhương thì lướt qua khu nhà này và tiếp tục thiêu hủy mấy nóc nhà kế tiếp rồi mới tắt. Dân chúng xung quanh thấy ly kỳ, bèn dặn hỏi: "Ngài có pháp thuật chi mà được như vậy?" Tư Nhương đáp: "Tôi hoàn toàn không có pháp thuật chi cả. Lúc lửa cháy dữ dội, chỉ kiên thành trì tụng chú Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu xin Ngài cứu độ cho qua nạn lửa mà thôi." Có một người nghe xong bèn nói: "Thần chú của Phật linh hiển là lẽ dĩ nhiên, chúng tôi không bao giờ dám phủ nhận. Nhưng chúng tôi thấy bao nhiêu người trì tụng, mà trong muôn người thì không có được lấy một người cảm được sự linh ứng. Vậy mà Ngài dám cả gan ở trong biển lửa ngồi yên bất động, đây chẳng phải là việc hy sinh thân mạng một cách oan uổng hay sao?" Phật tử Tư Nhương lại ôn hòa giải thích: "Quý vị nói đúng, gia đình tôi từ thời tổ tiên đến nay qua nhiều đời đều chí thành trì tụng thần chú ấy, nên được thoát ly tất cả tai nạn, đao binh, thủy hỏa, v.v. Những việc này không thể nào kể hết được. Chính bản thân tôi trì tụng chú Đại Bi đã hơn 20 năm. Mỗi khi gặp cấp nạn thì chí thành khẩn thiết trì tụng liền được cảm ứng. Trước đây vào niên hiệu Càn Long, năm thứ 29 nhà Thanh, vào lúc mùa xuân, lúc ấy tôi đang ở Kinh Sư, nhà tôi nằm trên phía nam hồ Đầm. Một ngày nọ, xóm nhà này phát hỏa, lại nhằm lúc gió nam thổi mạnh. Ngọn lửa nương theo sức gió nên cháy lan dữ dội. Lúc đó tôi biết mình không thể nào dời đồ đi cho kịp, nên nhất tâm thành kính trì chú Đại Bi. Chưa xong một biến thì gió đổi hướng, ngọn lửa chuyển sang hướng khác. Nhờ đó mà nhà tôi còn nguyên vẹn. Vì vậy tôi tin chắc rằng thần chú Đại Bi này có năng lực chuyển tất cả ách nạn. Nếu lòng tin không chân thật thì tôi đâu dám khinh thường sinh mạng, dấn thân vào chỗ hiểm nguy như thế." Số 3.
Tổ sư Ấn Quang khai thị về kiên giết, ăn chay, phóng sanh. Phải biết người cùng loài vật cùng mang cái thân huyết nhục này, cùng có tánh linh tri, cùng sanh trong vòng trời đất, chỉ do đây kia tội phước bất đồng. Đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác, cậy ta mạnh hiếp loài yếu, dùng thịt chúng nó no đẩy bụng mình, khoái lòng thích chí, cho đó là phước báo. Chẳng biết rằng một khi phước lực đã tận, nghiệp báo hiện tiền, lúc bị người giết chóc, thân chẳng kháng cự lại được, miệng chẳng nói nổi, trong lòng buồn sợ, đau đớn khổ sở, mới biết chuyện ăn thịt là một tội vạ lớn vậy. Người ăn thịt đúng là la sát, dù chẳng giết người để ăn thịt cũng không được. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói, do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, như thế cho đến 10 loại sinh vật, chết chết sống sống ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sanh đến cùng tột đời vị lai. Lại còn nhiều kiếp đến nay sanh ra lẫn nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nợ nào để chúng nó bị giao xả cực khổ, hồng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng. Trong kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn bao lần quở trách chuyện ăn thịt, có đoạn chép: hết thảy chúng sanh từ vô thị đến nay ở trong sanh tử luân hồi chẳng ngơi, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, quyến thuộc, nam nữ, chờ đến bằng hữu thân ái kẻ hầu, qua đời khác phải thọ các thân chim thú, sao lại dùng chúng nó để ăn. Phàm những ai sát sanh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ắt sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình chẳng thể giết hết thảy loài vật nữa. Câu chuyện nghiệp đời trước còn lại trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào đời nhà Thanh có ông Cố Thuần Chi, quê ở huyện Thường Thục, là người ăn chay trường, ngụ cư ở huyện Vô Tích. Ngày 1 tháng 2 năm Canh Tuất thuộc niên hiệu Khang Hy, ông nhắm mắt ngủ mê, đến 7 ngày sau mới tỉnh lại, kể với người chung quanh rằng: tôi mơ thấy một vị đạo nhân đến hẹn tôi đi nghe kinh. Tôi cùng ông ấy đến một chỗ nọ, thấy ở pháp đường phía trước giảng kinh Kim Cang, pháp đường phía sau giảng kinh Báo Ân. Buổi giảng kết thúc lại nghe có lời dạy rằng: người ăn chay phải kiên trì giữ tâm niệm Phật, người ăn mặn thì cốt yếu là phải giữ giới không giết hại. Làm được như vậy, một là có thể cầu siêu thoát cho cha mẹ nhiều đời, hai là có thể tiêu trừ được tội lỗi nghiệp chướng của bản thân mình. Sau đó giây lát, bỗng nhìn thấy mẹ tôi đang khóc lóc ở trong một cái hồ chứa đầy máu, có những con ốc và dung đất vây quanh đầy khắp thân thể bà. Vị đạo nhân bảo tôi, người mẹ kiếp này của ông đã được siêu thoát rồi. Ông nhìn thấy đó là người mẹ trong kiếp trước. Vì lúc còn sống bà thích ăn thịt vịt, nên bây giờ phải bị các con vật ấy vây kín quanh thân. Ông nên trì chú vãng sanh để cầu cho bà ấy siêu thoát, sau đó thì tỉnh dậy. Lời bàn người đời gọi là hiếu, bất quá chỉ là lo cho cha mẹ trong một đời hiện tại. Người tặng hiếu theo pháp Phật thì rộng làm lợi ích cho cha mẹ trong cả nhiều đời, vì thế nên gọi là hiếu hạnh lớn lao. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, trong giờ phút vừa qua, thầy Nhận Minh đã đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang mà thầy đã soạn trong An Sĩ Toàn Thư và trong văn sao. Chắc là quý vị nghe rất là tỳ hỉ và thấm thía. Biết sao chúng tôi đọc và nghe những lời trong văn sao như thầy Minh soạn ra đọc đó, thì trong lòng nó cảm kích vô cùng. Thấy lời của Phật Tổ nói đúng mà có hữu ích cho chúng sanh quá. Nếu mà chúng sanh nào mà nghe được mà hành theo thì lợi lạc, không những đời này mà vô lượng đời kiếp sau. Và thế giới này nó sẽ được thanh bình. Trong Thi Kệ Tốt Hiếu của Tổ sư Ấn Quang, chúng tôi đọc có mấy câu này nữa thôi là đến thầy tánh làm lễ. Quý vị lắng nghe. Trong kinh nói, một trong năm tội vô gián là xúc huyết thân Phật. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Suy rộng lời kinh thấy rằng ăn thân thể muôn loài, tức giết Phật nào phải đâu, chỉ phá hình đập tháp,
Kinh Hoa Nghiêm có nói: bổn tâm Phật chúng sanh cả ba không sai khác. Hãy lắng nghe tiếng rống đớn đau trong lò mổ giữa đêm khuya, thì phải biết rằng nạn đau binh máu lửa chiến tranh kia, từ nghiệp sát bao đời đà tích lũy. Muốn thế giới an bình, thời thời thịnh trị, hãy bỏ thói quen ăn xương thịt cốt tủy nấu hầm. Kinh khủng không? Trong năm tội vô gián: giết cha, giết mẹ, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng. Trong đó có làm xúc huyết Phật và là làm Phật ra máu. Thì nếu mà giết tất cả chúng sanh gà, vịt, heo, chó, thì tức là giết Phật vị lai, đồng với làm xúc huyết Phật, nặng hơn là phá chùa đập tháp. Trời ơi, luận lý sâu sắc vô cùng. Và hãy lắng nghe tiếng rống đớn đau trong lò mổ giữa đêm khuya, thì phải biết rằng nạn binh đao máu lửa chiến tranh kia, từ sát nghiệp bao đời đà tích lũy. Sở dĩ có chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, máy bay rớt, xe lửa đặt đường rầy, là do cái việc sát sanh mà ra. Kinh khủng. Cho nên mình biết cái nguyên nhân của nó, chứ không phải là dịch bệnh như dịch Covid này bỗng không. Đến cái lúc mà sát kiếp nó đã tụ lại do sát nghiệp mà nhân loại đã tạo, thì cái sát kiếp đó là dịch bệnh, là thiên tai, là lũ lụt đó, là hạn hán đó, bây giờ nó trổ ra cái quả. Phải lãnh đủ thôi. Muốn cho cái sát kiếp này, dịch bệnh này nó giảm đó, thì chỉ có một cái điều duy nhất, đó là người người thương nhau, người người thương tất cả loài vật, thì sát kiếp này nó sẽ tan biến. Đây là lời của Phật Bồ Tát Thánh Hiền rồi, chính xác vô cùng. Nói chúng tôi đọc một cái đoạn ngắn trong Thi Kệ Tốt Yếu của Tổ sư Ấn Quang, Pháp Ngữ Lời Vàng của Ngài. Dạ, giờ đây lễ phóng sanh. Như hương định hương giữ hệ hương giới nón kỳ nghĩa hương văn minh văn đà diễn pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, chư vị Phật tử khắp nơi trên thế giới phát Bồ Đề Tâm Bảo Thịnh Tài ra mô tất cả chúng sanh đem về làm lễ phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí và hiện đời sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất trong bốn ngọc ngà. Tất cả chúng sanh hôm nay được quy Tam Bảo, được nghe câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thấy là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh đáng lẽ. Chiều hôm nay con cá con chim con đương này bị cắt cổ nhỏ lông chim xào nấu nướng đâu đớn hoàng hoài sợ hãi nên ra quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn này. Tất cả chúng sanh giờ đây hãy vị giữ tâm mình cho thanh tịnh để quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, phát Bồ Đề Tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh, loài kim chim, loài cá, loài lương này là trong nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo nhiều nghiệp xấu ác, nhất là nghiệp si mê không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, cho nên tạo tất cả những nghiệp xấu ác. Vì vậy bây giờ quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt làm thức ăn cho con người. Giờ đây quý vị hãy nên phát Bồ Đề Tâm quy Tam Bảo, cầu thoát ly sanh tử, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tề thị biến xá tâm thiên tánh không bất đức lời những thiên pháp giới quảng thanh viên diệt tội cho kim hội diễn hoa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thư giả bất công đức thi tài đi chân tiên tỷ chúng sanh nghiệp cuối trần biến nhập tỳ lỗ hoa đàn giới cả chung vô sứ bất siêu luân thì bất thị thủy diệu cường pháp tương trần bất kim trần phần các tự kỷ nguy từ ngoài đã cho trần trà sẽ có một di tác dương xưng các ứa bao nhiêu thành tình đồ sử vị đại đằng ngoài chúng gian vô triều quế tánh phàm vô hiện tổng thanh lương Bồ Tát lưu đầu cam lộ thị năng linh như đức biến đập phương tinh chuyên cô ế từng tiêu trừ phổ sắp với duyên đức thắng tình. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ chưa? Được trở lại làm người đầy đồn gồm chân pháp thân sâu cùng nguyện thiên chuyên địa và di đà cầu vãng sanh tịnh độ và chứng được ngôi bát thôi để độ toàn chúng sanh.
Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sinh đây có bao nhiêu đấng tăng nghe lấy những điều dạy rằng cánh người trước lòng chân độc lắm nên đời này chìm đắm sông mê. Gây bao tội ác lại về mang thân sống đời để chết thường đau khổ lòng về sướng có đời đừng đâu dù là về chứ lần sau để về tình bấm máu câu thả môi tất cả bất cùng hơi phung đông muôn con vàng vẫn nấu ra sông nồi muôn phần chén nên người cầm chén mấy sau nhờ các vị thiện nhân cứ cho người được thoát thân đến đây lại được nhớ ơn phép màu vì người kim hồi đồng viên vương sông dốc lòng viên pháp vi tăng hết lòng sắm hối tâm tâm nhẹ nhàng nên các loài chúng sanh kia bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miệng ý mà sinh ra hôm nay có tâm xin sám hối này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phật lâu tới trung tâm hôm nay các vị quy phóng đi dục trung tâm này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng trung tâm quy phật không đòi địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp không đòi ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng không đòi bản sanh nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo tát như lai nam mô diệu sáng thân như lai nam mô quảng bá thân như lai nam mô ly bố uy như lai nam mô a di đà như lai quy mạng lấy a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối xin được từ bi tiếp đầu nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 quán thế âm bồ tát nam mô quán thế âm bồ tát nam mô quán thế âm bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô tân tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô tân tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô tân tịnh đại hải chúng bồ tát phong sinh công đức thừa thắng hành vô vi thắng với giải hồi hướng đồng vàng vô lượng quang phật sa na nguyện tiêu tam chương chư phiền na hoàng nguyện đắc chứng huệ chân minh liệu phổ nguyện tại chứng tất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sinh tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa phi phù màu bấn tới bồ tát vì bằng lượng nguyện di thừa công đức phổ cầm mưa như thiên an giả đang dự chúng sanh giải công thành phật đạo nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật liên tòa chứng minh
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Ca Mâu Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhân Linh Ca Mâu Quang Thế Âm Bồ Tát. Phụng Nguyện Thượng Chư Bồ Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thượng Chuyên Phân Điều Vô Thượng Vương Thế Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lành. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hướng chân nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A Di Đà trên đền bốn ơn nặng dưới cô khổ ba đường. Những người thấy nghe đường địa phát tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới và cầu an cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyền thường và tất cả chúng sanh. Cầu hưởng cho đại chúng tại viện chứng tu và tinh thức quan theo ông thân tâm an lạc từng bình từ trừ căn lành tăng trưởng phước huệ sống tu tự giác giác tha chân hành viên mạng đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng kỳ siêu cho cụ ông Trần Khâu Phúc Danh Thiện Chánh của bà Nguyễn Thị Nghệ Phúc Danh Sa Di Ni Liên Phương Nguyễn Thị Nguyệt Phúc Danh bình an cùng hồi hướng cho chư vị đã bị chết trong dịch bệnh Corona trên toàn thế giới. Cầu siêu cho chư vị hướng linh cứu hiện tất toàn tập nhị lễ cứu hồn quý hạ sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chữ viện đinh thai nhi cùng chư vị hướng linh có duyên với chúng con và các vị. Quản gia giới chủ trong nhiều đời như kiếm đa vị chúng con cố ý hồn vô tình học xuân ngày hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm bản sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dưỡng dưỡng phụ mẫu sinh thành đặng nơi tinh thí tăng kinh phương điện ngẫm siêu chương thế pháp giới chúng sanh tình dư vô tình đồng sanh cực lạc. Đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật tự quy Phật. Thế theo đạo ca phóng long vô thường từng vi phẩm xin an nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng chi huệ như biển từng vi tăng thống ly đại chúng tất cả không một ngày nguyện đem có đưa này hướng về khắp tất cả điện từ và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Niềm an vui vẫn luôn có thật như bữa cơm thanh đạm dưa cà giản đơn thôi người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa Phật quanh ta ở nơi ta bà khi uống ăn nhớ niềm Di Đà và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta thấy y như là Phật đến trong ta thấy y như là Phật đến trong ta đời ta qua bao nhiêu phố phường nhưng chỉ vui trên một con đường đường thanh cao gian giao mưa pháp sống trong một loài ngập nắng yêu thương sống trong một loài ngập nắng yêu thương sống trong một loài ngập nắng yêu thương về đi thôi dứt tan não phiền xa néo mê danh lợi sắc tài làm thân ta hận sâu tê tái quyết quay trở về bờ giáng an vui quyết quay trở về bờ giáng an
niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giạt giao mưa pháp, sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lời sắc tài. Làm thân ta hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giảng an vui. 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 Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, Kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2 tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3 tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.